Chào quý vị và các bạn. Hôm nay Trẻ Tự Nhiên giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung điều trị bệnh theo phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Tứ chẩn là bốn phương pháp để khám bệnh của y học cổ truyền: nhìn, nghe, ngửi, hỏi, bắt mạch, sờ nắng, thiết chẩn, nhằm thu thập các triệu chứng chủ quan và khách quan của người bệnh. Điện châm gọi là châm cứu điện, đây là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, bắt nguồn từ phương Đông. Sau đây mời quý vị xem video và nhấn nút đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi 94 quy trình khám chữa bệnh dễ dàng nhất. Kính chào quý vị, hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu 94 quy trình kỹ thuật y học cổ truyền điều trị bệnh theo quyết định số 26/2008 QĐ-BIT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy trình 21: điện châm điều trị sụp mi. Quy trình 22: điện châm điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy. Điện châm điều trị sụp mi. Điện châm các huyệt vị theo phác đồ nhằm nâng cơ mi và hết sụp mi. Chỉ định sụp mi cơ năng, sụp mi do nhược cơ, sáng thì sụp mi, chiều đỡ hơn. Sụp mi do chấn thương. Chống chỉ định sụp mi do u não đã được xác định qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh. Sụp mi bẩm sinh. Công tác chuẩn bị: cán bộ, bác sĩ, y sĩ lương y được đào tạo châm cứu. Phương tiện gồm có máy điện châm 2 tầng số mổ tả, kim châm vô khuẩn loại 68 cm, dùng riêng cho từng người bệnh. Khai mang kìm có máu bông cồn 70 độ. Người bệnh được khám và làm hồ sơ bệnh án theo quy định tư thế nằm ngửa. Các bước tiến hành phác đồ huyệt: tổn trúc, huyệt lưu, ngư yêu, hợp cốc, dương vạch, túc tâm lý, thái dương, liêu, tâm âm dâu. Về thủ thuật: xác định và sát trùng da vùng huyệt, châm kim nhanh qua da, đầy đẩy kim từ tới huyệt, châm phải đắc, đạp đắc khí. Châm tả: tổn trúc xuyên đồng tử liêu, ngư yêu xuyên dương bạch, thái dương xuyên đồng tử liêu, quyền liêu hướng lên mát, hợp cốc châm bổ túc tâm lý, tâm âm dâu. Kích thích bằng máy điện châm tần số tả 6-20 Hz, bổ 0,5-4 Hz, cường độ từ 14-150 µA, tăng dần tới ngưỡng người bệnh chịu được. Thời gian châm từ 20-30 phút cho một lần điện châm. Điều trị: liệu trình điều trị điện châm ngày một lần, một liệu trình từ 10-15 lần. Tùy theo mức độ tiến triển của bệnh có thể tiến hành 2-3 liệu trình liên tục, theo dõi và xử lý tai biến. Theo dõi toàn trạng bệnh nhân, xử lý các tai biến, vận châm người bệnh qua mắt, chóng mặt, bã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt nhạt thì xử lý, tắt máy điện châm, rút kim ngay, lau mồ hôi, ngủ ấm, uống nước, chè đường nóng cho người bệnh nằm nghỉ tại chỗ, dai bấm các huyệt thái dương, nội quan, theo dõi sắc mạch, huyết áp, chảy máu khi rút kim, dùng bông khô vô khuẩn ăn tại chỗ không dai. Quy trình 22: điện châm điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy. Điện châm giúp người bệnh nhân từ bỏ ma túy và cai nghiện ma túy để tái hòa nhập với cộng đồng. Chỉ định người bệnh nhân nghiện ma túy, heroin, thuốc phiện, morphine bằng các phương thức hút thiết chích, quyết tâm tự nguyện cai và chấp nhận điều trị hỗ trợ cai nghiện bằng phương pháp điện châm. Trong chỉ định, người bệnh có thời gian chảy máu kéo dài, bệnh tâm thần phân liệt, các bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nặng, suy tim nặng độ 3 độ 4, phụ do suy dinh dưỡng, suy gan suy thận. Chuẩn bị: cán bộ y tế, y bác sĩ lương y có chứng nhận đã được bồi dưỡng tập huấn về châm cứu điện châm điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy. Phương tiện gồm có máy điện châm 2 tầng số bổ tả, kim châm cứu vô khuẩn loại 6-10 cm, kim dùng một lần, mỗi bệnh nhân cần 200-400 kim châm cứu cho một liệu trình điều trị. Khai kiềm có máu bông cồn 70 độ, người bệnh được làm hồ sơ bệnh án theo quy định.
Nếu ở cơ sở khám chữa bệnh sử dụng mẫu bệnh án chung do Bộ Y tế ban hành, nếu cơ sở cai nghiện ma túy hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng sử dụng mẫu Bộ Y tế PCR ngày 24 tháng 1 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 56/2002 ngày 15 tháng 5 2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Người bệnh được giải thích rõ ràng về phương pháp điện châm điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy và những yêu cầu thực hiện trong quá trình điều trị phối hợp tốt với người thầy thuốc. Mỗi người bệnh có một buồng riêng trong quá trình điều trị các cơn. Các bước tiến hành chọn thời điểm điện châm trước khi người bệnh có trạng thái tiền cơn 15 đến 20 phút để cắt cơn. Phát đồ nguyệt hội chứng căn đệm, triệu chứng người bệnh thèm ma túy hay cáo gắt, bức rất khó chịu, đau đầu, mất ngủ, lưỡi đỏ, reo lưỡi vàng dài, tiểu tiện vàng khát nước, mạch quyền sát, phép điều trị bình cân, giám hỏa, thông kinh loại lạc mạch, hoạt mạch, hoạt lạc. Thủ pháp quyệt vị châm tả, hành dân phong trị thái dương, châm bổ thái khê thận du. Hội chứng tỳ vị, triệu chứng người bệnh thèm ma túy tan tiết nước giải, đau bụng đi ngoài, có khi đi ngoài ra máu, nôn hoặc nôn ra máu, miệng đắng, quẹt chân tay mỏ nhức, ngóp, chảy nước mắt nhiều, chắc lưỡi, nhạt, reo lưỡi mỏng, mạch hư nhược. Phép điều trị kiện tỳ qua vị, thủ pháp quyệt vị châm tả hợp cốc, thiên khu, trung quản, nội quan, châm bổ tam âm giao, túc tâm lý, hội chứng tâm tâm bầu, tiểu trường, tâm tiêu. Triệu chứng người bệnh thèm ma túy: đau bụng, tức ngực, hầu hộp, tim đập nhanh, bồn chồn, gai gai, rát, khó ngủ, lưỡi đỏ, reo lưỡi dài, mạch hồng sáp. Phép điều trị thanh tâm an thần. Thủ pháp quyệt vị châm tả hợp cốc, nội quan khúc trì, châm bổ thái khê, hoặc thận môn, quan nguyên khí hải. Hội chứng thận bàng quang: triệu chứng người bệnh thèm ma túy: đau lưng, mỏi xương khớp, nhất trong ống chân, trong cột sống, có dị cảm, dị mộng tinh, liệt dương, nam dương, khí hư, rối loạn kinh nguyệt, vô kinh, nữ giới, chắc lưỡi nhạt, reo rát mặn, mạch trầm nhược. Phép điều trị bổ thận chỉ thống. Thủ pháp quyệt vị châm tả giải tích L2 L3 thận tích khúc trì thứ liêu, châm bổ thận du tam âm giao, hội chứng phế đại tràng. Triệu chứng người bệnh thèm ma túy: khó thở, tức ngực, bức rứt, cảm giác ngạt cổ, đau bụng, đại tiện táo, chắc lưỡi đỏ, reo lưỡi vàng nhạt, nứt nẻ, mạch thực sát. Phép điều trị thanh nhiệt, tuyên phế khí, thông kinh, hoặc là thủ pháp quyệt vị châm tả hợp cấp khúc trì khí sát quyền liêu, xuyên ninh hương, châm bổ xích trạch, túc tâm lý. Tư thế người bệnh: người bệnh nằm tư thế thuận lợi cho vị trí cấp huyệt được điều châm, thủ tục sát khuẩn vùng huyệt, châm kim và kích thích huyệt theo từng thể bệnh, theo phát đồ huyệt. Kim châm chỉ dùng một lần sau khi châm quỷ đi, kích thích bằng máy điện châm tần số tả 6 đến 20 Hz, bổ 25 đến 4 Hz, cường độ từ 14 đến 100 microampe, tan dần tới ngưỡng người bệnh nhân chịu được, thời gian 20 đến 30 phút cho một lần điện châm. Thời gian và liệu trình: thời gian điều trị trung bình là 7 ngày, số lần điện châm trong ngày là 3 ngày đầu, phụ thuộc vào số lần xuất hiện trạng thái tiền cơn của người bệnh. Từ ngày thứ tư trở đi, chỉ điện châm mỗi ngày 3 lần sáng trưa chiều. Điều trị duy trì: để duy trì hiệu quả điều trị thì phải điện châm tiếp tục 2 đến 3 tháng mỗi tuần 3 lần và có thể lâu hơn, tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý của người bệnh, theo dõi và xử lý các tai biến, theo dõi toàn trạng bệnh nhân, xử lý các tai biến về vận châm. Người bệnh qua mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt nhạt thì xử lý tắt máy điện châm, rút kim ngay, lau mồ hôi, ủ ấm, uống nước chè đường nấm. Cho người bệnh nằm nghỉ tại chỗ, dai bấm các huyệt thái dương, nội quan, theo dõi sắc mạch, huyết áp. Nếu chảy máu khi rút kim, dùng bông khô vô khuẩn ấn tại chỗ không da. Video tiếp theo mời quý vị
bị xem điện châm điều trị quanh khớp vai. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ.